giảng pháp bằng lời. Tại các đạo tràng chi nhánh của Hội Phật giáo Pháp giới đều có những khóa giảng kinh để giúp mọi người nhận ra chân lý. Do vậy, mỗi đạo tràng đều có chương trình giảng kinh hàng ngày. Nước sông Hằng luân lưu mỗi ngày thì dòng pháp ở dạng Phật thành cũng sẽ được giảng nói suốt ngày đêm. Có một thời gian, Hòa Thượng dùng phương pháp gọi là pháp quán chiếu để phát khởi trí huệ vốn có. Để hướng dẫn cho tứ chúng đồng tu, Phật tử có thể đến đây để thăm hỏi Phật pháp, để tập diễn giảng và thi diễn giảng. Hòa Thượng thường xuyên mở lớp, vấn đáp song đối để giúp cho đệ tử tự khai mở trí tuệ bản hữu. Tùy theo nhân duyên, Hòa Thượng thường chọn các đề tài thích hợp để giảng nói cho người đang muốn nghe. Đối với tầng lớp bình dân, Ngài giảng về việc làm tròn bổn phận, nghĩa vụ cơ bản của mình. Đối với sinh viên học sinh, Ngài giảng về hiếu hạnh, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, ý thức về bản thân, yêu mến gia đình và nghĩa vụ đối với tổ quốc. Đối với các vị giáo thọ, các vị hiệu trưởng, Ngài giảng về pháp môn giáo dục và thiên chức của giáo dục. Đối với giới chính trị gia, Ngài nói về đạo đức, liêm khiết và lòng thương yêu dân như con đẻ của chính mình. Khi nhận lời mời giảng pháp, Hòa Thượng không bao giờ ước mong được mọi người biết tiếng, bởi vì Hòa Thượng chỉ muốn hoằng pháp giáo huấn để đào tạo con người. Ngài không bao giờ chỉ đi xa để giảng pháp. Hơn thế nữa, Ngài luôn luôn đưa các đệ tử theo để học hỏi những điều hay lạ ở xứ người. Chương trình hàng ngày của đoàn tham quan này rất nhiều chi tiết. Ngoài hai thời công phu sáng tối như thường lệ và lễ quá đường vào buổi trưa, còn có các thời lễ sám, tụng kinh, nghe khai thị, dự lễ truyền tam quy ngũ giới cho Phật tử, dự các pháp hội đại bi, pháp hội thủ lăng nghiêm hoặc tiếp xúc với Phật tử, không để một phút giây nào lãng phí. Hòa Thượng nói, chúng tôi chẳng phải là đoàn tham quan du lịch, cũng chẳng phải là đoàn hoằng pháp. Chúng tôi đơn giản chỉ là đoàn người đi học hỏi. Chúng tôi chưa thông thạo nhiều vấn đề và chúng tôi chưa đủ khả năng để làm việc hoằng pháp. Chúng tôi rất hoan hỷ được theo sau mọi người, mong được học hỏi các vị đại đức, trưởng lão ở khắp mọi nơi. Kiến lập đạo tràng. Hòa Thượng từ Trung Hoa đến Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông sang Hoa Kỳ. Ngài phát nguyện, đào tạo người, không dựng chùa. Ngài chủ yếu là đào tạo những vị tổ sống, những vị A-la-hán sống, những Bồ-Tát sống và những Đức Phật sống. Do vậy, trải qua rất nhiều điều kiện khó khăn, Ngài sửa chữa trùng tu lại những cơ sở có sẵn làm đạo tràng để giảng dạy giáo pháp kịp thời cho Phật tử. Ngài chủ trương hạ thủ công phu ngay tại những đạo tràng vô hình vô tướng. Các đạo tràng chi nhánh thuộc Hội Phật giáo Pháp giới ở khắp nơi bên ngoài có vẻ không giống với các tu viện truyền thống của Trung Hoa, nhưng người ta có thể nhận ra bên trong là cõi tịnh độ một khi họ đã đến đó và thực sự phát tâm tu hành. Ngài còn có ước nguyện từ chùa nhỏ xây dựng nên chùa lớn và kiến lập những đại đạo tràng công cộng. Mỗi khi dựng lập xong một đạo tràng, Ngài lại cúng dường cho người khác. Ngài đã từng cúng dường hai đại đạo tràng là Vạn Phật Thánh Thành và Pháp Giới Thánh Thành, cũng như những tu viện chi nhánh thuộc Hội Phật giáo Pháp giới. Ngài cúng dường cho tất cả mọi chúng sanh trên thế giới. Ngài đón nhận tất cả mọi người đến để tu học, không phân biệt quốc tịch, nòi giống, tuổi tác, địa phương, không kể thân sơ, bất luận họ thuộc truyền thống Phật giáo Bắc truyền hoặc Nam truyền, Ngài đều có ước nguyện hộ trì, cũng như bất cứ người nào đến đạo tràng chân thật tu hành. Hòa Thượng nói, chúng ta không phải là những người biến chùa thành nhà riêng, mọi người từ mười phương đều có thể đến đạo tràng này. Ở đây luôn chờ đợi một vị đạo cao đức trọng để làm trụ trì. Tôi chỉ là người trông coi tạm thời, chẳng có một đạo tràng nào riêng thuộc về tôi cả. Ngài còn nói, Phật giáo là giáo lý về con người,
giáo lý về tâm, giáo lý về chúng sanh và giáo lý về toàn thể pháp giới. Phật giáo không phải là một pháp môn riêng biệt nào cả. Tôi cũng chẳng thuộc về một giáo phái nào cả. Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và tất cả tôn giáo khác đều có trong Phật giáo cả. Chúng ta luôn luôn chào đón mọi giáo phái khác đến vạn Phật Thánh Thành để cử hành những nghi lễ của họ. Mọi tín đồ của mọi tôn giáo khác đều nên thực tập hạnh nguyện từ bi. Đó là nền tảng của mọi tôn giáo để cứu độ toàn thế giới. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau bắt tay làm việc để thiết lập nền tảng ban đầu cho sự thống nhất tôn giáo trên toàn cầu. Chúng sanh sẽ có một nơi để quy ngưỡng và chiến tranh sẽ kết thúc nhanh chóng. Thâu nhận đệ tử. Hòa thượng nói, vạn Phật Thánh Thành là nơi rồng rắn lẫn lộn, đủ mọi thành phần. Có người tu hành chí thiết, có người chẳng tu. Chúng ta nên tâm niệm, sống trong tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đặc biệt nên chú tâm đến những người chưa được hoàn thiện và hết sức chuyển hóa họ thành người tốt. Tiếp nhận đệ tử xuất gia nhưng không từ chối một chúng sanh nào. Chánh pháp lưu hành nhờ chư tăng, chánh đạo phải được truyền đến cho mọi người. Để cho chánh pháp có được nền móng vững chắc ở phương Tây, ắt cần phải có những vị đã thực hành chánh đạo. Do vậy, Hòa thượng đặt ra một yêu cầu rất nghiêm khắc cho mọi người muốn theo ngài xuất gia tu học là phải tốt nghiệp cao đẳng và tụng thuộc lòng chú Lăng Nghiêm. Sau khi được xuất gia, phải học kinh Thủ Lăng Nghiêm, học cách giảng kinh, thuyết pháp, học phương pháp ngồi thiền và học cách nhẫn nại, chịu đựng cực khổ. Qua thời gian sau, Hòa thượng bắt đầu nhận mọi người xuất gia đủ mọi trình độ. Miễn là người đó có một chút thiện căn, Hòa thượng đều tiếp nhận khi họ có tâm nguyện xuất gia. Người già đến 90 tuổi ngài cùng tiếp nhận, miễn là họ có sự thiết tha tu niệm. Ngài cũng tiếp nhận trẻ em 6-7 tuổi, giúp cho thiện căn các em ngày càng tăng trưởng. Những người tàn tật, 6 căn không đủ, ngài cũng tiếp nhận, cũng đều tạo nhân duyên lành, giúp họ vượt thoát hệ lụy cõi trần. Độ hết hàng cư sĩ nhưng không tranh đệ tử. Khuynh hướng Phật tử thời nay là thích quy y với nhiều thầy, nên Hòa thượng dạy, chỉ cần quy y với một thầy là đủ rồi, đừng quy y với thầy này rồi bỏ thầy kia. Bạn quy y với quá nhiều thầy mà không nghe lời họ dạy, thế là vô ích. Không những việc này gây nên sự bất hòa trong hàng pháp sư khi họ tranh đệ tử, mà còn gây hậu quả cho những nơi có hàng Phật tử kỳ cựu, sinh tâm rối loạn và nhầm lẫn. Việc này không tạo nên sinh khí mới cho Phật Pháp, mà ngược lại sẽ làm cho Phật Pháp trở nên hư hoại. Miễn là lòng người chân thành, Hòa thượng sẵn sàng truyền tam quy ngũ giới ngay cả khi ngài đang bệnh. Ngài chẳng bận tâm đến sự phiền lụy. Dù chỉ một người đến xin thọ giới, ngài cũng sẵn sàng làm lễ truyền giới. Có một số vị đại đức cao tăng xưa nay phát nguyện không tiếp nhận đồ chúng, ngại rằng vì bận rộn trách nhiệm dạy dỗ mà trở ngại công phu của riêng mình. Hòa thượng không như vậy. Ngài nhận hết thảy những người có tính khí ương ngạnh, mông muội và những kẻ có căn tính rất khó điều phục. Ngài nguyện rằng thà xả bỏ đầu, mắt, tủy, não của mình hơn là từ chối không độ thoát những người này. Lập tông chỉ. Mọi người đến vạn Phật Thánh Thành đều phải tuân theo một số quy định. Rồng cũng phải cuộn mình mới có thể bay lên phun mưa tùy ý. Cọp cũng phải thu mình mới có thể đón hướng gió mà dồ mồi chính xác. Tại đạo tràng Hội Phật Giáo Pháp Giới, mọi người đều phải phấn đấu thực hành 3 tông chỉ và 6 nguyên tắc do Hòa thượng đề ra như một tiêu chuẩn để tu tập. Vạn Phật Thánh Thành là trung tâm của các hội Phật học này. 3 tông chỉ và 6 nguyên tắc. 3 tông chỉ. Ngay lúc vừa bắt đầu 2 thời khóa tụng vào mỗi sáng sớm, mỗi chiều tứ chúng đệ tử đều phải tự mình quan sát lại chính mình. 1.
dù lạnh đến chết cũng không phận duyên, dù đói chết không gian nài, dù nghèo chết không cầu cạnh. 2. Tùy duyên mà không biến đổi, không biến đổi nhưng tùy duyên. 3. Kiên quyết thực hành đúng theo ba tông chỉ, nguyện xả bỏ thân mạng để làm tròn Phật sự, chính mình có trách nhiệm chuyển hóa nghiệp riêng của mình, xem công phu tu hành là sự nghiệp chính của tăng sĩ. 6. Nguyên tắc. 1. Ngay nơi sự để sáng tỏ lý, lý sáng tỏ tức là sự. Tu tập xiển dương lưu hành mạch phái tổ sư đã truyền. 2. Tự hỏi mình thật sự đã là người không tranh chưa? Tự hỏi mình thật sự đã là người không tham chưa? 3. Tự hỏi mình thật sự đã là người không mong cầu chưa? Tự hỏi mình thật sự đã là người không vị kỷ chưa? 4. Tự hỏi mình thật sự đã là người không tư lợi chưa? Tự hỏi mình thật sự đã là người không nói dối chưa? 5. Tự hỏi mình thật sự đã là người ăn một bữa chưa? 6. Tự hỏi mình có luôn luôn đắc y không rời thân không? Những điều này là gia phong của dạng Phật thánh thành, không một người nào có thể thay đổi được. Luôn luôn mặc giới y. Để tuân thủ giới luật Đức Phật đã chế và để hộ trì tăng tướng, Hòa Thượng dạy chư Tăng luôn luôn đắc y và mang theo tọa cụ, không được để những vật này rời thân. Ngài dạy phải dẹp trừ ham muốn sử dụng y phục quý và đẹp. Ăn một ngày một bữa trưa. Dùng nhiều thức ăn vào nhiều bữa trong ngày sẽ làm lớn mạnh tâm tham, khiến trở ngại công phu tu tập. Theo luật Đức Phật đã chế, chư Tăng thực hành ăn một bữa vào buổi trưa và sử dụng bình bát lục ngọ trai. Rau luộc và canh A-la-hán là vị thuốc hay để chữa bệnh đói và khát. Mọi người đừng nên ăn quá no, nên ăn vừa đủ. Đừng tham ăn nhiều, đừng muốn ăn ngon, ta sẽ được tự tại thoát khỏi tham dục. Đêm không ngủ nằm. Ngủ nhiều vào hôn trầm khiến tâm ngu si tăng trưởng. Hòa Thượng đã từng thực hành không bao giờ nằm ngủ vào ban đêm từ hồi còn trẻ, nên Ngài khuyến khích đệ tử ngủ ngồi, khiến tinh thần thanh thản, nhẹ nhàng, tỉnh táo, nhờ đó có thể thoát khỏi sự cám dỗ của ma quỷ. Không giữ tiền bạc. Tiền bạc là gốc tội lỗi. Người có tiền dễ sanh khởi vọng tưởng. Để đảm bảo cho công phu tu tập có hiệu quả, Hòa Thượng dạy đệ tử tuân thủ luật Đức Phật đã chế, không giữ tiền bạc làm của riêng mình. Tăng sĩ không được phép nhận của cúng dường riêng cho mình. Chư Tăng làm việc đều mang tính chất phục vụ. Khi bị bệnh hoặc có việc tăng sai thì có thể sử dụng quỹ của tăng chúng để chi dùng. Hòa Thượng bảo, người nào giữ được giới không cất giữ tiền của riêng tư thì vị ấy chính là tăng sĩ xứng đáng với nghĩa ruộng phước thanh tịnh. Không có ý niệm thứ bậc. Trong mọi đạo tràng, tứ chúng đệ tử đều sinh hoạt và cùng nhau công phu tu tập. Mọi người đều hoàn chỉnh bổn phận của chính mình trong niềm vui của chánh pháp. Không có danh lợi, không có quyền lực, không có lương bổng, nên chẳng có những nỗ lực riêng tư để tranh đoạt quyền lợi cá nhân. Không có chức vụ tri sự hay trụ trì, mọi người đều bình đẳng trong vai trò chính mình là chủ tu viện. Nghiêm túc trong giới hạn nam nữ. Bất cứ lúc nào hai người cần tiếp xúc nhau, dù qua điện thoại, trao đổi thư từ, cũng nên có ít nhất hai người khác ở bên cạnh. Nguyên tắc này áp dụng cho cả bốn chúng để đảm bảo cho mọi nhân duyên giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, thoát khỏi mọi ham muốn. Công việc hàng ngày chẳng rời công phu tu niệm, công phu tu niệm không tách rời công việc hàng ngày. Tu tập tùy chúng. Thời khóa tu niệm hàng ngày gồm công phu sáng, lễ Phật, tụng kinh Hoa Nghiêm, trước thời khóa đường buổi trưa, lạy sám đại bi, công phu chiều, nghe giảng kinh, tụng tâm kinh. Còn có những nghi lễ pháp hội riêng vào những ngày kỷ niệm
Húy Nhật Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, Đại Pháp Hội Thủy Lục Không. Mọi lúc, mọi người tùy khả năng của mình để đóng góp công quả vào các lĩnh vực giáo dục, phiên dịch kinh điển, xử lý công việc tự viện hàng ngày. Như thế, không để thời gian trôi qua vô ích. Mỗi đạo tràng là một trường học. Giáo dục là nền tảng của tất cả các pháp thế gian cùng pháp xuất thế gian. Pháp môn vô số lượng, thệ nguyện đều tu học. Chúng ta đồng thời là thầy và trò, học tập lẫn nhau. Ở vạn Phật Thánh Thành có trường tiểu học Dục Lương, trường trung học Bồi Đức, trường đại học Phật giáo Pháp Giới, cùng chương trình giáo dục cho tăng sĩ và cư sĩ. Nhiều chi nhánh đạo tràng đều có lớp học Phật Pháp cuối tuần hay vào ngày Chủ Nhật. Tình nguyện giảng dạy là quy luật. Giáo thọ sư tự nguyện giảng dạy không hưởng lương và không đình công. Mục đích việc giáo dục là làm sáng tỏ đạo lý, chứ không phải vì danh lợi. Dùng chương trình Nho giáo cho lớp cơ bản và Phật học cho lớp đệ tử đã quy y. Qua giáo dục sẽ phát hiện và đào tạo nhân tài để phục vụ cho lợi ích toàn thế giới. Hòa thượng nói, người không cần tiền bạc là người chân chính. Nam nữ học tập riêng. Nam nữ được tổ chức học tập riêng biệt để họ có thể tập trung vào việc học mà không bị phân tâm. Nhờ vậy nên có thể ngăn ngừa được những căn bệnh xã hội như nam nữ giao tiếp nhau quá sớm, phá thai, ly dị, đồng tính luyến ái. Những hiện tượng đó đều bị cấm tuyệt ở đây. Hòa thượng nói, giáo dục là nền tảng tối yếu của quốc phòng, có thể cứu vãn cả xã hội và có thể giải quyết tận gốc mọi vấn đề của thế giới. Giáo dục trong tăng già là chủ yếu. Tăng sĩ có trách nhiệm làm mô phạm cho hết thảy mọi chúng sanh, nên họ phải tự rèn luyện, học tập Phật Pháp hoàn hảo trước khi họ đảm nhiệm công việc dạy dỗ cho người khác. Do vậy, Hòa thượng đặc biệt giáo dục hàng đệ tử xuất gia rất nghiêm cẩn và yêu cầu rất cao ở họ. Tùy thuộc vào năng lực của từng người, các đệ tử đều được phân công đảm nhiệm những công việc trong chúng để học hỏi thêm. Mọi người đều có được những cơ hội như nhau. Các giáo thọ thường cho học tăng những lời giáo huấn trực tiếp và gián tiếp, cũng như những sự hỗ trợ cần thiết. Các giáo thọ thường cho học tăng những bài khảo thí bất ngờ, như mời mọi người từ mọi giai tầng trong xã hội ở khắp mọi quốc gia đến để giảng kinh, mở những khóa học tại vạn Phật Thánh Thành hay những đạo tràng chi nhánh khác. Hòa thượng bảo, mọi người cần phải có cái nhìn thấu suốt chân lý trạch pháp nhãn. Nếu nhận ra đạo, hãy nên tiến tới. Nếu chẳng phải đạo, thì nên thối lui. Hãy chọn những pháp thiện để hành trì theo, loại trừ những tính bất thiện ở trong mình. Mọi việc đều là một sự khảo nghiệm cho chính mình. Nếu ta chưa nhận ra được mặt mũi trước khi sinh ra là gì, thì phải cố gắng làm lại từ đầu. Các pháp vốn bất định. Pháp cố định là pháp chết. Con người là pháp sống động. Bạn không nên mắc kẹt vào một lối đi cho đến khi nó dẫn bạn vào bóng tối. Hòa thượng bảo, bạn phải tự làm sáng tỏ trí tuệ và tự tin nơi chính mình, đừng tin vào tôi. Phong cách của Hòa thượng rất thoải mái và dân chủ. Ngài tôn trọng chúng đệ tử và không bao giờ tự ý chế định những giới điều. Khi có đệ tử làm điều gì sai trái, Ngài mới đưa ra quy định kịp thời để hộ trì cho công phu học tập. Hòa thượng có một tấm lòng bao dung khoan thứ vô hạn. Bất luận người nào phạm lỗi lầm, miễn là họ khởi lên ý muốn sám hối, thì Hòa thượng sẵn lòng tha thứ. Trực nhận tự kỷ thác, nhận ngay lỗi của mình. Mạc luận tha nhân phi, không bàn luận đến sai trái của người khác. Tha phi tức ngã phi, xem lỗi lầm của người khác chính là lỗi của mình. Đồng thể danh đại bi, được gọi là đồng tâm thể đại bi của chư Phật. Hòa thượng tự trách chính mình thay vì trách cứ người khác. Ngài nhận về phần mình hết thảy mọi lỗi lầm mê muội, nghiệp chướng, tập khí xấu của đệ tử.
Ngài phát nguyện gánh vác hết nghiệp chướng. Xem việc giáo dục chúng sa di là nền tảng của việc giáo dục tăng chúng. Vào những năm cuối cùng của cuộc đời, Ngài hết lòng chăm sóc giáo dục chúng sa di và sa di trẻ mới xuất gia. Ngài đích thân sắp xếp giáo thọ và thời khóa học. Ngài tự thân truyền thọ pháp môn tứ thập nhị thủ nhãn ứng pháp cho chúng sa di tu tập. Ngài đem hết tâm huyết để truyền thọ cho hai giới này, hy vọng sự đồng tu của tứ chúng, của lớp tăng trẻ từ 6 đến 17 tuổi này, chẳng bao lâu sẽ trở lên những mặt trời sáng rỡ của Phật Pháp, sẽ truyền bá lòng từ bi vô hạn, niềm an nhiên hạnh phúc, hướng dẫn chúng sanh tu tập đạo Bồ Tát, chuyển hóa tận cùng khổ đau sanh tử. Ước nguyện phiên dịch Tam Tạng Kinh điển Phật giáo. Từ hồi còn trẻ, Hòa Thượng đã có ước nguyện truyền bá Phật Pháp rộng khắp thế giới. Muốn vậy, Ngài phát nguyện tổ chức phiên dịch Tam Tạng Kinh điển Phật giáo sang các thứ tiếng trên thế giới. Đây là công trình sự nghiệp ngàn năm. Ngài nói, phiên dịch Tam Tạng còn quan trọng hơn giảng sinh tịnh độ. Hòa Thượng là người đầu tiên trên thế giới dùng Trung văn để giảng kinh. Trước hết, Ngài đọc một đoạn kinh từ trí nhớ, rồi liên tiếp giảng câu này sang câu khác mà không cần nhìn vào kinh văn. Ngài chẳng cần ghi chép điều gì, Ngài giảng hoàn toàn lưu xuất tự tự tánh, khiến ai ai cũng hiểu được. Ngài sử dụng tiếng bạch thoại thông dụng để giảng giải những ý nghĩa sâu rộng nhất của kinh văn bằng những ví dụ rất thực tế, khiến mọi tầng lớp đều hiểu được. Hòa Thượng nói, tôi chỉ biết cách đưa ra những ví dụ rất đơn sơ để chuyển ý kinh do tôi giảng, gọi là bản dịch đơn giản, cũng như rau cải được luộc chín bằng nước sôi, trông có vẻ thanh đạm nhưng rất tốt cho sức khỏe. Dịch sang những ngôn ngữ khác, có hàng trăm bộ kinh dịch xong đã được ấn hành, nhiều nhất là tiếng Anh. Sau này sẽ in kinh song ngữ, Hoa Pháp, Hoa Việt. Bên cạnh việc xuất bản kinh sách, băng từ và băng video cũng được phát hành song ngữ. Hiện nay, băng từ song ngữ cũng rất thông dụng để ghi và truyền các dữ liệu bằng tiếng Hoa và tiếng Anh. Thành lập Viện Phiên dịch Kinh điển Quốc tế. Năm 1973, Viện Phiên dịch Tam Tạng Kinh Phật giáo Quốc tế đã được thành lập. Năm 1992, thành lập Ban Quản trị Hội Phật giáo Pháp giới. Chư Tăng cùng cư sĩ từ khắp nơi đều tình nguyện đến đây để cộng tác dịch và ấn hành Tam Tạng Kinh mà không nhận bất cứ khoản thù lao nào. Tám quy luật của người phiên dịch kinh điển Phật học. 1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi. 2. Người dịch phải tu dưỡng thâm tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 3. Người dịch phải tự chế, không được tự khen ngợi mình nhưng lại chê bai người khác. 4. Người dịch không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp người khác bằng cách tìm lỗi nơi tác phẩm của họ. 5. Người dịch phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 6. Người dịch phải dùng trạch pháp nhãn để phân xét đâu là chân lý. 7. Người dịch phải cung kính cầu thỉnh cao tăng đại đức mười phương chứng minh cho bản dịch. 8. Người dịch phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa Phật học bằng cách in kinh luật luận khi việc phiên dịch của mình được công nhận là chính xác. Thị hiện tướng bệnh. Hàng phàm phu bị bệnh do nghiệp, họ thọ nhận lấy những gì họ đã làm trong quá khứ. Tất cả các bệnh của họ đều do tham sân si. Còn bệnh của thánh nhân là do nguyện lực. Các ngài phát nguyện chịu thay nghiệp chẳng lành mà chúng sanh đã tạo lập. Vì chúng sanh bệnh nên Bồ Tát bệnh. Các bậc thánh đã chuyển hóa xong toàn bộ ba món độc này rồi. Ngài vốn không bệnh nhưng lại muốn chịu thế mọi khổ đau cho chúng sanh, nhận hết bệnh của chúng sanh về phần mình, nên thân Ngài có biểu hiện các triệu chứng của bệnh, với hy vọng chúng sanh khi thấy tướng bệnh, biết được nguyên nhân của bệnh mới chịu quyết tâm tu hành. Để hộ trì cho đệ tử bốn chúng tu hành,
Ngài đã đi từ đạo tràng này đến đạo tràng khác. Những cuộc hành trình bằng xe hơi giữa thời tiết nóng lạnh bất thường, xử lý vô số những công việc phức tạp, giúp cho người khác lực gia trì để tu tập. Điều ấy đã làm cho Ngài kiệt sức. 10 năm trước đây, Ngài đã phát bệnh nặng vì làm việc quá sức. Năm nay, bệnh Ngài quá nặng, đến nỗi Ngài không thể bước lên một bậc thềm. Ngay cả khi các bác sĩ chẩn đoán Ngài chỉ còn sống một tuần lễ nữa, Hòa Thượng vẫn từ chối sự nghỉ ngơi để tìm phương cách trị liệu. Ngài vẫn chống tích trượng để đi hoặc ngồi xe lăn, tiếp tục đi đến khắp nơi để giảng pháp. 2 năm nay, bệnh đến liệt giường mà Ngài vẫn chỉ dạy các đệ tử khắp nơi bằng điện thoại hay xuất hiện trong những giấc mơ của họ để giáo hóa. Hòa Thượng đã chữa trị bệnh cho vô số người, sao Ngài lại không chữa trị cho chính mình? Đó chẳng phải là Ngài không thể chữa, mà vì Ngài không muốn chữa. Một đời Ngài xưa nay chưa từng làm hoặc suy nghĩ một điều gì cho riêng mình. Ngay cả khi Ngài đau đớn cùng cực, Ngài cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ cho riêng mình chút nào. Ngay cả khi Ngài an tường thị tịch vào ngày 6 tháng 7 năm ấy, 1995, bệnh Ngài và cơn đau cũng không giảm chút nào. Ngài không thị hiện những điềm lạ, cũng chẳng lưu lại những kỳ tích. Ngài chỉ nói cho mọi người những bài học lớn lao về thành, trụ, hoại, không, sanh, lão, bệnh, tử. Đây thật là bài học lớn lao mà Hòa Thượng đã trao cho hàng đệ tử trên đường thực hành đạo Bồ Tát. Từ vô lượng kiếp xa xưa, chư Bồ Tát đã xả bỏ vô số thân để cứu độ chúng sanh. Chư vị hoàn toàn nghĩ đến mọi người, chứ không nghĩ đến mình. Đối diện với những nỗi khổ khó chịu đựng này, người ta mới có thể tiếp tục can đảm tiến bước với niềm tin kiên định, không khuất phục khi tu hạnh Bồ Tát, dũng mãnh tiếp nối công hạnh của người xưa. Đó chính là chất vàng không chảy của Hòa Thượng trong lò lửa hừng hực. Toàn bộ cuộc đời của Ngài là biểu hiện từ bộ Kinh Hoa Nghiêm. Phẩm Pháp Giới Bất Khả Tư Nghị của chư Phật trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng chư Phật Thế Tôn có 10 Phật sự rộng lớn. Các Phật tử, khi chư Phật nhập Niết Bàn, vô lượng chúng sanh đau đớn khóc lóc, sanh tâm ưu bi khổ não. Chư Phật thấy vậy nên nói, Như Lai Thế Tôn có tâm đại từ bi, vì lòng thương xót và làm lợi lạc cho cả thế gian, là nơi nương tựa và cứu hộ cho muôn loài. Thật khó mà tính kể sự thị hiện của Như Lai trên thế gian này. Ruộng phước vô lượng từ nay mất hẳn. Do vậy, vì khiến cho chúng sanh kính mến, ngưỡng mộ mà các ngài làm Phật sự. Chư Phật Thế Tôn tuy nhập Niết Bàn, nhưng vì chúng sanh mà tiếp tục làm ruộng phước bất khả tư nghị, làm ruộng phước tối thượng, vô tận phước đức, khiến cho chúng sanh có được đầy đủ thiện căn và ruộng phước tròn đầy.